Alo, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh từ miền đất nước quê hương Việt Nam thân yêu. Các bạn thấy có nhiều những thành phần họ cuồng Mỹ, họ cho rằng cuộc chiến của Nga là Nga với Ukraine là bây giờ là Nga đang bị đi vào gọi là sự suy sụp. Tại vì họ cuồng Mỹ đến độ họ không có nhìn thấy được những cái sự nguy hại ảnh hưởng do cuộc chiến Nga và Ukraine đang xảy ra. Họ không nhìn thấy những cái mặt trái sau đó, những sự tác động vào trong chính trị, vào trong đời sống giữa những người dân thường. Mà họ chỉ nhìn thấy sự kiêu ngạo, cuồng, họ kiêu ngạo bởi vì họ cuồng cái thằng Mỹ, thằng phương Tây, họ cho rằng Mỹ phương Tây là số 1. Còn Nga là bây giờ là đang te tua tơi bời ba lá. Họ nghĩ Nga bây giờ là sắp sửa chết rồi. Nhưng mà thật sự là cái thằng Mỹ và cái thằng châu Âu nó ngáp lên, nó ngáp xuống, nó ngáp qua, nó ngáp lại. Nhưng mà nó có quan tâm tới dân nó đâu. Các bạn thấy khi nào có chuyện gì đó đổ vỡ ra đó, té ra đó, bị báo chí phanh phui rồi đó. Như cái vụ ở Nam Hàn gần đây, các bạn thấy lũ lụt, các bạn theo dõi các bạn sẽ thấy. Nó mới thấy là cái sự bất công trong một cái xã hội, một cái chủ nghĩa tư bản mà bọn tư bản lúc nào cũng đi gọi là nó đi truyền bá cái đạo đức giả của tụi nó. Nào là tư bản là số 1, cạnh tranh lành mạnh đem lại cuộc sống cho người dân được tốt hơn. No, tôi nói chị bạn, các bạn lầm tưởng. Bởi vì tại sao người Việt của mình khi họ đến Mỹ cũng vậy, ở Việt Nam thì họ nói chú trời, qua Mỹ tao được lái xe hơi, lái con Mạc, lái con Dacia, lái con Cadillac, lái con Lincoln Navigator, Lincoln đồ ha, hàng Lincoln, hàng tội là toàn là luxury không à, hay là Acura Legend đồ ha, toàn là thứ dữ không. À, nhà thì nghe nói tiền triệu đô mà. Các bạn thấy không? Bọn nó dở mà. Nhưng phía sau đó gì? Là những cái biêu biêu bọng, trả nợ, trả tiền, tiền thuế, tiền bảo hiểm, đu thứ trăm bề. À, nghe nói cái thằng đó, thằng Lợi Minh đó, nó ở bên Mỹ, nhà nó bự lắm, to lắm, nó có cái này cái nọ. Mỹ ngon quá vậy ta. Mỹ mà nó phải nói không, nó phải đóng thuế, trả tiền, đủ thứ, mọi thứ, phí chồng phí, thế chồng thế. Cái xã hội tư bản nó là như vậy. Cái mặt nổi của nó thì mình nhìn thấy, cha cái thằng này nó ngon quá. Nhưng mà không có đâu bằng ở quê hương mình các bạn. Tôi nói các bạn biết, như chiếc xe tôi đang chạy nè, chiếc Land Cruiser Prado. Tôi đóng thuế vừa rồi có 1 triệu mấy, tôi mới đóng đây nè. Đóng thuế đăng ký 2 năm mà có 1 triệu mấy. Mà các bạn biết xe ở bên Mỹ mà đóng thuế cầu đường đó nha, đóng thuế cầu đường mà chạy hàng năm đó, là cái giá đó từ 300 cho đến 700 đô. Đó là tôi nói, có nghĩa là tùy theo loại xe nha. Xe càng mới, xe mà hai cầu đóng còn cao nữa. Bên bển mà chạy xe hai cầu đóng thuế cao lắm, tại vì nó phá đường nhiều hơn. Còn Việt Nam thì bình đẳng hết. Các bạn thấy không? Rồi bảo hiểm đủ mọi thứ, chưa nói đến lệ phí cầu đường nhé. Nếu ở những cái thành phố, những cái tiểu bang mà nó gọi là sầm uất, mà dân đông đồ đó, là tiền cầu đường. Tôi lên mạng nhiều khi vào những đấu trường, một số những cái diễn đàn của người Việt của mình, họ bảo rằng Việt Nam mà dân cái gì khổ, dân phải đóng thuế cầu đường cái này. Nói chàng ơi, nói rằng họ nói chỉ rằng chỉ có Việt Nam là mới đóng những cái lệ phí xe cổ thế này. Nó chàng ơi, ở bên Việt Nam Mỹ mà anh làm chủ một chiếc xe thì nó dễ. Anh mua chiếc xe nó dễ, nhưng mình làm chủ một chiếc xe là không phải dễ đâu. Anh mà không đóng tiền cầu đường nó đố anh dám chạy ra ngoài lộ. Nó record, nó vào trong record của nó vào trong cái bộ hồ sơ lưu trữ của bên cảnh sát chính phủ á. Nó chỉ bấm cái súng của nó vô chiếc xe cái bảng số thôi. Là nó thu thập được
chiếc xe đó có bảo hiểm hay không, có đăng ký cầu đường hay không mà nó phạt má nhìn không ra chứ không phải giỡn, các bạn thấy không? Đấy. Những cái hệ thống cầu đường ở bên bển dân bỏ tiền ra đóng làm cầu đường, nhưng mà có những cái rất nhiều tuyến đường mà được ưu tiên đó anh còn phải trả tiền lệ phí mắc, nhưng là rất là mắc. Ở Mỹ gọi là nhất mắc Mỹ, có một cái tuyến đường, một tiểu bang ở Pennsylvania đóng tiền đường cầu đường hàng tháng 122 đồng, mắc nhất hành tinh này. Tôi nói các bạn đánh lên Google, các bạn gõ các bạn sẽ thấy có nhiều thằng chống cộng xuyên tạc bất mãn chế độ luôn vậy. Tôi đưa ra chàng ơi, anh thấy không? Nó không phải Việt Nam, tại Việt Nam mình hiện nay mình đất nước mới phát triển, nhà nước chưa có đủ khả năng để đặng mà xây đường cho dân, mà xây đường cho dân á thì phải có đủ lượng xe hơi lớn rộng để đặng chính phủ lấy tiền. Ở bên Mỹ chiếc xe Honda mà chạy hai bánh như vậy đó, bất cứ một chiếc xe nào mà anh lăn ra ngoài lộ, anh lăn ra ngoài đường nhựa là anh phải đóng tiền, dù anh hai bánh ba bánh gì không cần biết, bất cứ anh có động cơ anh chạy là anh phải đóng tiền, đóng lệ phí. Dù có những chiếc xe, các bạn biết xe mà để đi vô rừng đồ chơi rồi á, anh mua anh vẫn phải đóng tiền thuế xe cộ lưu hành rồi này, chứ không phải là giỡn đâu. Còn Việt Nam xe máy mà bảo đóng thuế những cái dân nó chửi nó chửi ông chính phủ. Rồi mấy thằng chống cộng ở hải ngoại đó, cái lũ ô hợp đó bắt đầu nó nhảy vô nó xuyên tạc. Bởi vì tụi nó mà gặp tôi là tôi đuối không trượt phát nào. Các bạn thấy đó, ngay cả tôi thấy một số những người dân, các bạn trẻ ngày nay cũng vậy, rất là vô ý thức lên trên mạng đưa những hình ảnh những người mà công an nhân dân mà làm, mà tôi thấy là những cái hình ảnh mà những công an mà mập phụng bụng phệ rồi đi ra đường á, tôi nói no, không, chuyện ở đó là đó là Photoshop. Tôi nói cái mà nó lên đó nó chửi, nó súng nhau, nó chửi chế độ, nó chửi ngành công an không còn gì luôn. Tôi nói ở bên Mỹ mấy thằng cảnh sát nó mập như con heo vậy. Nhiều thằng nó vẫn mập như con heo, nó vẫn làm việc, nó vẫn đi công tác của nó. Cho nên cái vấn đề mạng xã hội nó cũng nguy hiểm nếu mình không có định hướng để mình hiểu biết. Các bạn biết nó sẽ dẫn mình đi vào cái sự lầm lỡ, đi vào những cái cuộc sống gọi là mù quáng, xa đọa, đi vào những cái con đường lầm tù tội, rồi không định hướng được cho tương lai nữa. Có nhiều đứa trẻ tôi thấy rất là tiếc. Nhiều lúc tôi vào những cái đứa mà nó có những cái sự mà xuyên tạc mà kém hiểu biết, như khi tôi vào, thường tôi vào trong cái profile của nó, là trong cái trang cá nhân của nó đó, Facebook cá nhân, tôi coi cái đứa này nó là ai. Thường mấy cái đứa mà nó có những cái tánh xấu rồi nó hay giấu cái profile nó. Nó giấu kỹ lắm. Mấy tôi nói là mấy tay này cũng phải là dữ dằn. Nó phải là có cái gì đó nó không muốn người ta biết về nó. Mà khi nó đi ra ngoài nó xuyên tạc chống phá, chửi bới người khác, nó giấu cái cá nhân của nó. Bởi vì hết sức cẩn thận. Xã hội Việt Nam thì cũng có nan đề, tôi nói đối với tôi nan đề Việt Nam là chấp nhận được, tại vì cái mô hình xã hội nó đang đổi mới và phát triển từng ngày và từng giờ, và người ta làm sao để đặng cho nó phù hợp với hoàn cảnh đất nước, chứ không phải giống như cái xứ tư bản đâu, nó giấu cho tới chừng nào mà còn không còn giấu được nữa thì nó mới lộ ra. Rồi cái lộ ra rồi sao? Bây giờ cái đời của mấy thằng trước, nó làm tổng thống, nó làm trong bộ trưởng, nó làm trong bộ này bộ nọ, bây giờ nó nghỉ hưu rồi. Bây giờ mấy thằng khác nói thôi giờ thay đổi, sửa đổi. Rồi nó lấy tiền ở đâu ra? Nó phải đè nặng trên vai của những người mà đi làm. Các bạn thấy, hello chào quý ông bà anh chị có. Thôi thì mình like tới đây, mình xin tạm dừng. Hẹn anh chị các bạn chương trình sau. Bơi 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 quý ông bà anh chị các bạn.